vai mềm. Hoàng hôn dần xuống mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Ê, ê, trong chiều sương xuống ai đứng im nhìn mình vậy? Hai vợ chồng xách vé xe lửa đó. Ủa sao vậy? Tại mày lấy cái vali của người ta kìa. Ê, ông nội đứng lại. Cái gì? Tự nhiên lấy vali của người ta vậy? Ô, vali này của cậu đó hả? Ừ. Thì xin lỗi, nó cầm nhầm thôi. À quên nữa, nè trả bóp nè. Trời đất ơi, ông lấy cái bóp hồi nào vậy? Ê, cái bóp của cô hả? Đừng có nói ông là giống cái màu nha. Đâu có, đâu phải giống cái màu đó, nè nó giống cái kiểu á. Trời đất ơi bạn ơi, giống quá trời giống ơi, cho tôi mượn so sánh dữ nha. Giống quá trời giống, bên này bằng da, bên này bằng vải, giống nhau hai chữ giờ. Ngoài những thứ này ra còn lấy cái gì nữa không? Thì còn. Còn bỏ vô đây. Ờ. Bỏ đây nè. Ờ trả không cái điện thoại nè. À, trả cái sim nè. Ờ trả cái dây điện cục sạc nè. Ờ trả sạc dự phòng nè. Trả giấy chứng minh nè. Trời ơi, trả giấy hôn thú hai đứa bay nè. Ê, ê bà gái. Bà đi làm mà đem theo giấy hôn thú làm chi vậy? Cho người ta biết tôi có chồng. Yeah. Ờ trả không cái sổ đỏ. Ê, ê đi làm đem theo sổ đỏ chi vậy? Cho tao biết vợ chồng tôi có nhà. Yeah. Ừ. Tặng hai vợ chồng bay giấy khám bác sĩ nè. Gì vậy? Gì vậy? Cho biết hai vợ chồng bay bị khùng. Yeah. Ở ngoài những thứ này ra còn lấy cái gì nữa không? À còn một thứ nhưng mà không có liên quan đến hai vợ chồng cậu. Cái gì? Mà gì? Liên quan đến giao thông vận tải đồ đó. Cái gì? Đây nè. Cái gì vậy? Cái thắng xe lửa á. Cậu ô cha ô cha. Cái thắng xe lửa cha không lấy nữa hả? Lấy luôn chứ. Lấy rồi hồi xe lửa lấy gì thắng? Yên tâm đi, đi tới ga mà nó không thắng được nó sẽ chạy một vòng nữa. Ê, ê, chạy nó coi, chạy một vòng nữa thiệt luôn kìa. Ê, xe lửa đứng lại, đứng lại tôi cắt cái thằng kia. Chào cha. Trời ơi, xe lửa chạy mà nó đòi dí theo nó gắn cái thắng. Ê, mà nói này nghe Lạc ơi Lạc, hai đứa mình ra trại bây giờ về nhà gia đình cũng xa lánh mình rồi. Cho nên là mình phải đi ăn trộm để có tiền trang trải cho cuộc sống mình nó khoai khỏa hơn. À, đúng rồi. Căn nhà kỷ niệm. Thời gian trôi mau, 35 năm trong tù, hôm nay mới trở lại đây. Anh bướng bên tôi, lơm lơm nhìn khu phố vẫn còn đây căn nhà kỷ. Vào một đêm không sao, 35 năm về trường. Anh leo rào còn tôi bám ban công. Có ai ngờ đâu, anh trượt chân té kêu thất thanh giữa đêm buồn. Ôi trời, cha nhau mà chạy lại. Mày bị điên hả? Mày đi ăn trộm mà mày la cho lớn cho chúng nó bắt mày hả? Có ai ngờ đâu, anh trượt chân té. Anh im re không là gì. Ôi nhớ sao ngày ấy, tuổi thơ ngây khép lại. Anh với tôi, hai tâm hồn phơi phới đã theo nhau đi vô tù. Ký ức vẫn đau đây, tay chân lại ngứa ngáy khi thấy lại căn nhà cũ. Anh nghĩ sao nè? Hay là ta quên đêm nay dọn sạch căn này? Anh nghĩ sao? Sao nè? Anh nghĩ sao? Mà sao sao nè? Mà anh nghĩ sao? Mà sao sao nè? Hay là ta quyên đêm nay dọn sạch nguyên căn? Hai chúng ta đi vô gom đồ lẻ đi. Ê, mở được, mở được, mở được. Hành động. Mày khùng quá, mày đi ăn trộm sao mày cười? Tao có cười đâu, che miệng nè. Nhớ nha. Ừ. Ăn trộm, có ăn trộm nè, có ăn trộm nè, có ăn trộm nè, bắt nó đi, có ăn trộm nè, có ăn trộm nè. Con trộm nè. Trộm đâu? Trộm đâu mày?
đâu có quan trọng đâu. Ủa vậy mày la làm gì? La phong long. Tính tao thổn căng họng mày không? Khắc nghiệt thật. Khắc nghiệt cái gì? Con két tinh kia đã nói một cái thông tin quan trọng như vậy á, thì chừng nào có ăn trộm thiệt á thì hãy báo. Nhà này là nhiều đồ quý giá lắm, biết chưa? Nhớ rồi. Ok. Fine. Yeah. Kỹ rồi đó. Nhớ kỹ lời tao nói đó nghe chưa? Cha quản gia này không điên tụi con mấy người. Cái nhà này có nhiều đồ giá trị lắm, lấy hết đi rồi đi, hiểu không? Rồi đang ăn cắp cái con két nó réo lên sao? Con két nó réo chứ đâu có chỉ điểm tao với mày đâu sợ. Đúng rồi, bởi vậy bây giờ mình phải nịnh nó. Ừ. Ừ, chào két. Hello, hang nịnh. Cắn hột dưa không? Mày bị điên hả mày? Tao đậu trên cây lấy cái giò móc lên cắn hột dưa cho té trào máu họng hả ba? Không ơi! Tao bây giờ không mua cắn hột dưa chứ muốn làm cái gì? Hát đi. Thôi. Không hát tao la đó. Thôi khùng quá. Hát đi mà. Thôi. Hát đi tao la. Rồi chim tung bay hót vang trong bình minh. Chân mưa đường áo phong sương hành trình. Từ Long An mong quá Mỹ to xuôi về Gò Công Tiền Giang ngút ngàn như một tấm thảm lúa vàng. Hát hay quá, tao thích quá à. À, sao khóc vậy? Nhớ quê. Quê mẹ đâu? Mộc Hóa, Long An. Khóc nữa vậy? Khóc. Nhớ bà ngoại. Ngoại mày là ai? Angry Bird. Trời ơi, đời ngoại buồn quá. Phần làm con gái chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Oh yeah. Trời, nó phải có cái vậy nó mới chịu, mày hiểu không? Lần đầu tiên mà tao mới nghe thấy con két mà nó hát bolero á. 10 điểm chắc luôn. Ê, mày tìm ai vậy? Đổi dịp tiên mập với chị Nam Thư dễ thương. Nam Thư, Nam Thư, I love you. Ê, vậy là coi như ba đứa mình chung tim rồi đó. Ok, fine. Bây, bây giờ nói nghe nè, bây giờ ngồi im đi. Đừng có nói gì hết nha. Để làm việc chút xíu nữa cho ăn. Dễ giàu gì, hai anh bay đứng lại đó cho tao. Bước vô trong cái tivi liền cho tao. Lập tức, nhanh lên. Bước vô tivi liền lên cho tao la lên bây giờ. Bước vô tivi liền lên, bước vô tivi liền lên. Sao nữa, sao nữa. Bây giờ hát bolero đi. Không hát là la lên đó. Sao phiền quá vậy? Hát bolero. Tao la. Trời ơi, gần được bolero thì bolero. Kính thưa quý vị, quý vị sắp được xem một màn bolero hay nhất châu Á Thái Bình Dương được hai nghệ sĩ thể hiện trong TV nhà em. Tiễn em đi rồi, anh về gác lạnh điều hưu. Ngoài trời trắng tỏ mà sao ướt đôi mi gầy. Bỗng đêm ngỡ là người em yêu khép đôi mi lại càng thương nhiều. Trời ơi thương nhớ bao năm mặn nồng bây giờ lì xa. Trời ơi, hát bolero hay má hú lương. Hai bạn hát xong chưa? Xong rồi. Xong rồi. Đứng ngay ngắn nghe chấm điểm nè. Trước tiên là bạn Lùng. Đó, cái bài buồn mà mặt mày hát còn buồn hơn cái bài. Thằng Cao cũng đừng có cười bạn. Bài hát buồn sầu thảm mà mặt mày vui như trảy hội vậy mày. Bây giờ không muốn nghe bolero nữa. Cái gì nữa? Hát cái luôn đi. Thôi phiền quá, đi về đi. Đi về luôn đi mà. Không hát tao la lên nè. Thôi 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 thôi, hát cái luôn nè. Thôi thôi ông ơi, ông càng cãi trôi quanh có
thì càng lộ ra chân tướng của một kẻ gian manh, một con người xảo trá. Vì khi đối mặt cùng ông, tôi đã có đủ chân lý. Một quan tòa thẩm vấn tên tội phạm thì đừng ông ơi, đừng nói chi thêm những lời đường mật để tiếp tục đưa tôi vào cơn đam mê điên loạn. Khi giữa tôi và ông chỉ còn một con đường duy nhất là đường ông đi đường tôi bước đôi ngả. Chia ly hai phương trời ly biệt, trong khi ông tiếp tục bước vào cơn đam mê điên loạn, còn tôi nên bước đau thương mà nghe triều nặng tâm hồn. Hay lắm, bài luôn. Còn gì nữa đâu mà ông diễn tuồng bi thương đau khổ, đã lộ ra thêm tâm tình gian dối. Cứ ngỡ trong tôi môi tình trong trăng là mộng trộn vui, rồi bỗng dở tan đất bừng dậy xong. Cứ mất của tôi những gì mơ tưởng, đôi ngã chia ly niềm đau nhói trong lòng. Hey! Mày vừa lòng rồi chưa? Vừa lòng rồi, hát tướng cướp bạch hãy đường ngay quá. Nhưng mà bây giờ tao chưa vừa bụng lắm đâu. Hát nữa đi. Mày muốn cái gì nữa? Hát bolero nhưng mà phải có ca sĩ khách mời mới chịu. Cái khách mời gì? Ca sĩ Duy Mạnh Lam Trường. Duy Mạnh Lam Trường. Mày thôi đi, đừng có tha. Hát không? Không hát tao là. Tao rồi. Em về gom lại thứ anh, cho anh trang xanh mộng xanh màu, gom cả áo lạnh ngày xưa, anh đem ra đốt thành cho tàn. Cho người xưa cõi phân vân, khi người đau áo cho người mới vân, khi mưa đã lạnh lùng sáng, em coi nhớ chỉ ngày xưa. Vâng, kính thưa quý vị vừa được nghe hai giọng ca Duy Mạnh và anh Hai Lam Trường. Trời đất ơi, mày cuối cùng mày là con két hay mày là con gà? Ba tôi gà, má tôi két. Nhưng hãy nhớ rằng bà ngoại tôi vẫn là con Angry Bird. Bây giờ 6 giờ sáng rồi, két nó gái luôn rồi, nãy giờ tao mày chưa lấy được gì hết trơn á. Đúng rồi đó, với sức tao với mày bẻ cổ nó một cái một à. Hà cớ gì phải đứng ở trong đây làm trò hoài chi. Chính xác, hai trò một, không chột cũng quẹt. Mày mệt cho con. Bớ người ta hãm hiếp, hãm hiếp. Ê, cái mày cái mày cho ai mà hãm hiếp mày. Lộn, hãm hại, hãm hại. Bớ người ta, có ăn đậm kìa. Bắt ăn đậm, hãm hại con kìa. Hãm hại con kìa. Ăn đậm kìa, ăn đậm. Ăn đậm, ăn đậm kìa. Ăn đậm. Ê, ông mà qua đây là tôi bóp cổ bà đó. À, đúng rồi, ông mà qua đây tôi tự bóp cổ tôi đó. Hai người mà không thả bà chủ ra con cắn lưỡi chết luôn đó. Mày im đi, mau thả bà chủ tôi ra. Lê ơi, sao bà này quen quá vậy Lê? Hả, mày nói cái gì? Mày nhìn kỹ bà đi. Đúng rồi, cái mùi này quen lắm. Hình như đây là mái tóc có mùi xà bông cục. Bà có phải là Đào không? Đào có phải là bà không? Ủa, bà chủ, bộ hai thằng ăn trộm này là người quen của bà chủ hả? À, hai người có phải là anh Lê, anh Lạc đúng không? Đúng rồi. Tôi Lê nè. Đây là Lạc nè. Anh Lê, anh Lạc. Ôi Đào ơi. Anh Lê, anh Lạc. Bà chủ, hai thằng hứa đó là ai vậy? Một người là bạn thân nhất của bà. Ta đau quá. Còn một người là mối tình đầu của bà. Cho hai đứa tôi không gian riêng được không? Ấy qua đi với mình nè. Chim ơi, dạ. Đây là mối tình đầu của bà. Anh hát hay lắm, đặc biệt là bolero. Bà đừng có kẹp được không? Sao vậy? Bà kẹp vậy hơi đâu tôi hát. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xoa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi,
đường hoa vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong trần tay trắng tay, trời đắng ngại gió lùa bay gầy. Lầu kín trăng về không lối chiếu, gá cao ngăn niềm yêu thì thôi mơ chi nhiều. Bên nhau sao tình xa vạn lý, cánh biệt mấy sơn thề. Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rừng rừng sầu, lặng nghe tiếng pháo, tiếng ai qua cầu. Vậy là 35 năm nay hai ông ở đâu? Trong tù chứ đâu. Sao bà ở trong? Thì bà biết rồi đó, hồi xưa hai đứa tôi nghèo lắm, đâu có tiền bạc gì đâu. Hai người cùng yêu bà một lúc, biết là bà thích chơi chim, và nhất là chim két, cho nên hai thằng mới qua nhà hàng xóm á, ăn trộm rồi bỏ con két trước cửa nhà bà đó. Sau đó hai đứa tôi mới chạy về, vừa chạy về thằng hàng xóm nó kêu dân phòng tới đọc lệnh bắt hai thằng luôn. Ăn cắp có con chim mà ở trong tới 30 mấy năm. Không phải, đáng lý ra thì cái tour đó chỉ ở có 3 ngày 2 đêm thôi, nhưng mà ra ngoài á hai thằng sợ bị khinh khi mặc cảm cho nên xin ở lại luôn. Đúng rồi đó, ai ngờ đâu cái tour nó vui dữ vậy, ở lại luôn bây giờ luôn. Cái đó không phải là vui. Chứ gì? Ngu. Đời có nhiều sự thật mà sự thật đắng lòng lắm, phải đối diện nó đi. Ê bà, tôi nói thiệt á, bà cho tôi giết con chim này luôn được không bà? Ê ông Lê, đây là con chim mà hai ông tặng tôi cách đây 30 mấy năm trước đó. Hả? Trời đất ơi, cũng vì mày mà hai đứa tao nên cảnh tù tội, bây giờ vô đây gặp mày, mày còn chọt nữa hả? Trời đất ơi, con chim mà sống 30 mấy năm này, con quỷ với con chim gì? Thì nó là con két tinh mà. Chị xem đó là một lời khen. Cái giả đó giả cho mà. Đời khắc nghiệt quá trời ơi. Bà bỏ nó qua một bên đi. Bà nghe tôi nói nè. Dạ. Bây giờ á, cuộc sống của bà như thế nào? Bà có chồng chưa? Có rồi. Chồng bà đây đúng không? Cái gì vậy ba? Nghe muốn nổi da gà vậy hả trời? Chị em bánh bèo nha má ơi. Giả dạ, dạ, cho mà. Đời khắc nghiệt quá má ơi. Bà ơi, ổng đâu rồi? Đi rồi. Minh ơi, chồng bà ngỡ chồng mình hoài ta. Đêm nằm lại nhớ mình ơi, mình ơi nhớ thương mình nhiều. Đêm nằm lòng nghe thao thức, không biết giờ này mình ngủ chưa. Bà ơi, nhang để đâu vậy? Trong tủ thờ đó. Chứ không lẽ nhang để trong tủ lạnh mà hỏi. Ủa mà hai ông đi đâu vậy? Xa ổng nè. Chồng tôi chưa có chết mà. Cái gì kỳ vậy, nãy bà nói chồng mà đi rồi, tưởng bà chồng đi bán muối rồi. Trời ơi, chồng tôi chưa có chết. Ý tôi á là chồng tôi đi rồi, có nghĩa là hai vợ chồng tôi ở với nhau không có hợp. Hai đứa tôi ly dị, chia tài sản. Rồi ông cuốn đồ ông đi rồi. Rồi tôi dùng số tiền đó đó, tôi mua cái nhà này, tôi ở đây tôi dưỡng già. Trời ơi à. Ủa mà sao hai ông biết tôi ở đây mà tìm tôi vậy? Qua nói đi. Lúc mà hai đứa tôi ra trại đó, đi ngang qua cái căn nhà này nè. Đây chính là căn nhà kỷ niệm, có nhiều niềm vui lắm. Ủa, nhà gì kỷ niệm ở đây? Kỷ niệm nhưng mà sao xạo mày? Sao xạo, ngày xưa cái căn nhà này tôi với nó tới đây ăn cắp cái con két tặng bà đó. Sau này mới trở lại để nâng cấp nữa đó. Cái giờ ai ngờ được bà là chủ nhà này đó, chứ kỷ niệm sao xạo vậy? Ủa, chứ không phải là hai ông thương tôi mà cố tình đi tìm tôi hả? À, thương yêu thì đâu mà tìm. Ngựa quen đường cũ, ăn cắp đúng không? Đi ra khỏi nhà tôi. Không phải đâu mà. Bà, theo tôi thấy á, là hai cái người này hồi còn trẻ là suy nghĩ chưa có thấu đáo, mà họ ăn cắp cái con két này cũng vì thương bà, muốn bà vui thôi. Bà chủ ơi, đừng đuổi đi mà. Đừng đuổi đi mà. Thôi cậu ơi cậu. Dạ. Cảm ơn cậu. Thôi cậu đừng có xin. Để hai đứa tôi đi đi.
Chứ mà ở đây á, mắc công chòm sớm người ta ngó vô, người ta lại nói là chứa chấp những cái người không đâu, vậy thì không có hay đâu. Đúng rồi đó, nhà của tao với mày là ở ngoài đường chứ không phải ở đây. Đi. Bà chủ. Khoan đã. Hai người không nhà, không cửa, không nghề nghiệp, bây giờ tính đi đâu, ở đâu, làm gì? Không lẽ tính ăn cắp nữa hả? Hơi nghèo quá mà. Trời ơi, bỏ ngay cái ý nghĩ đó, nghe chưa? Hồi đó còn nhỏ suy nghĩ bồng bột, người ta không trách. Bây giờ đầu hai thứ tóc rồi, làm vậy á, người ta cười cho đó. 35 năm rồi chưa đủ sao? Bạn nhớ lắm á. Ừ. Anh Lê. Tôi nè. Em cũng nhớ anh nữa. Về đây với em nghe. Đúng rồi, về đây với nhau đi, về đây với nhau đi. Bà chủ ơi, về với nhau mới vui. Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Chuyện tình là bao năm qua, anh gói ghém từng kỷ niệm. Vài nắng còn đường xưa, những chiều hẹn nhau mưa đổ. Mưa ướt lạnh vai em, anh thấy lòng mình xót xa. Mưa ướt lạnh vai em, anh thấy lòng mình xót xa. Chuyện cùng người xem chút xíu nữa là nổi tiếng rồi. Và bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ Vua Đầu Bếp. Xin được gửi lời chào trân trọng tới tất cả quý vị và các bạn đang xem đài. Quý vị thân mến, nấu ăn là một nghệ thuật và người đầu bếp cũng là một nghệ sĩ. Nhưng đó là chuyện của ông đầu bếp. Còn tôi không phải là đầu bếp, mà tôi là chủ một nhà hàng rất nổi tiếng. Và bây giờ xin được giới thiệu đầu bếp chính của cửa hàng chúng tôi. Xin được giới thiệu đầu bếp Thanh Thanh Tú. Quăng đi. Quăng gì? Hồi nãy dặn rồi đó. Hey. Kính thưa quý vị khán giả đang xem đài, ngay từ nhỏ không biết định mệnh đã xui khiến tôi như thế nào, khiến cho tôi có cảm giác thân thiết với cái tấm thớt và cái chảo. Và sau khi trải qua 12 năm đi học làm khổ cha khổ mẹ, thì cuối cùng tôi đã học xong. Và tôi đã biết được ước mơ của mình, đó chính là trở thành một vua đầu bếp. Tôi bắt đầu tìm kiếm những cuộc thi, lục lọi tất cả những game show. Và rồi tôi đã tìm được một cuộc thi phù hợp với ước mơ của mình. Trải qua biết bao nhiêu vòng thi đấu, cuối cùng tôi đã giành được giải nhất trong cuộc thi đó, giải cây kéo vàng. Anh có bị lộn không? Tôi nhớ cây kéo vàng là của bên cắt tóc mà. Tôi không có thích cắt tóc, thích là thích cái kéo, nó đẹp, cho nên tôi quyết tâm lấy được nó. Tôi biết rồi. Vậy là sau khi anh lấy được giải cây kéo vàng, anh trở thành vua đầu bếp đúng không? Không, tôi đi bán pha lấu. Kỳ vậy. Ê, mà hỏi nha, nếu mà đi bán pha lấu á, thì người ta chỉ cần lấy cây kéo bình thường, người ta cắt phá lấu thôi, cần gì tới cây kéo vàng, uổng. Tôi đâu có cắt cây kéo vàng, tôi cắt cây kéo khác mà. Còn cây kéo vàng thì tôi để dành, tôi cắt tóc. Ủa sao, hồi nãy anh nói với tôi là anh không thích cắt tóc. Cuộc sống bây giờ đổi trắng thay đen, xã hội bây giờ sống là phải lật lọng. Sống mà không lật là chỉ có nằm úp cho người khác đạp lên thôi. Sao cái gì anh cũng nói được cái vậy? Thôi anh kể tiếp đi. Cho một ngày nọ, khi tôi đang đẩy xe phá lấu trên đường về nhà, tôi đi ngang qua một lò mổ heo. Lúc đó
những con heo đang bị thọc tiết. Cảm giác kêu la của nó rất đau đớn. Và rồi, tâm can của tôi chịu không nổi. Kể từ đó, tôi quyết định bỏ nghề phá lấu và anh trở thành vua đầu bếp. Chưa phải bôn ba nữa. Cái gì nữa? Chứ đâu có lẹ dữ như vậy đâu. Tôi mới bắt đầu tôi bôn ba. Bôn ba và bôn ba. 10 lần bôn ba như vậy thì tôi mới chính thức trở thành vua đầu bếp. Rồi, bây giờ không chần chờ gì nữa. Anh hãy giới thiệu một vài món ăn của mình cho tất cả quý vị xem đài được biết đi. Vâng. Kính thưa tất cả quý vị xem đài, và bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho tất cả quý vị một món đồ chay, đó chính là món khổ qua xào. À, không không, một món mặn. Cắt. Sao tự nhiên cắt sống? Trời ơi anh kỳ vậy. Sau cái vụ mổ hôi heo á là anh biết tính tôi rồi, tôi không bao giờ tôi sát sanh nữa, và tôi quyết định là tôi nấu đồ chay, không bao giờ nấu đồ mặn. Nhưng mà anh cũng phải biết là cái nhà hàng của tôi là cái nhà hàng chuyên bán đồ mặn. Ê, ok vậy hồi nãy trước khi tôi quay á là anh nói với tôi là anh cho tôi nấu đồ chay. Tôi phải nói vậy anh mới chịu anh vô quay chứ. Ủa sao anh lật lọng quá vậy? Ê, hồi nãy anh mới nói sống ở trên đời này là phải lật lọng, không lật lọng chỉ có nước nằm úp xuống cho người ta leo lên. Thì anh kêu người ta leo xuống rồi anh nằm ngửa lại. Bây giờ anh lanh quá rồi, tôi không nói nhiều với anh nữa. Bây giờ tôi muốn anh làm cho tôi những món ăn như sau. Lưỡi vịt sa bô. Con vịt xà ra hai cái cánh. Cái gì vậy? Nó đang hát, tôi cắt lưỡi nó. Trời đất ơi, tôi nói thiệt với ông, ông là ác lắm á nha. Ông sống, ông nhắm, ông giúp được người ta cái gì thì ông giúp. Ông đúng không? Bây giờ ông phải làm cái gì đó, ông đừng có sát sanh nữa, ông phải tích đức đi để cho con cháu mình sau này người ta có cái tốt, người ta có cái đẹp. Sống trên đời sống là cần phải có một tấm lòng để làm gì ông có biết không? Để gió cuốn đi. Tầm bậy. Chứ làm cái gì? Để làm từ thiện. Bây giờ tôi không nói nhiều cái gì với ông nữa hết. Kính thưa tất cả quý vị đang xem đài, quý vị đừng bao giờ nghe lời ổng và tin ổng. Hãy tin tôi, nghe tôi. Ăn chay là mãi mãi, ăn chay là trường tồn. Cắt sống nãy giờ rồi. Tôi xin rút lại lời nói. Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi không còn bất cứ mối quan hệ gì với ông nữa. Tôi xin chào ông, tạm biệt ông, tôi đi về. Lên hợp đồng. Ồ, ra đâu có được. Tôi nói cho anh biết, cái hợp đồng này á, tôi ký với người ta tới 1,5 tỷ. Mà trong khi đó tôi trả anh tới 800 ngàn. Anh suy nghĩ đi, mẹ của anh á ở nhà bệnh rất là nặng. Nếu như mà anh bỏ hợp đồng này, chẳng những không có 800 ngàn mà còn phải đền hợp đồng gấp đôi. Suy nghĩ kỹ đi, làm hay không làm? Tôi làm. Đâu phải lúc nào con người ta căng thẳng cũng cần mở nhạc căng thẳng đâu. Cho một nét nhạc buồn. Tại anh đó nên duyên mình dở. Không được. Tại sao? Ông nghĩ đi. Bây giờ ông chặt hai cái tay người ta ra thì lấy gì người ta sống? Ủa, chặt hai cái tay ra thì vẫn còn cái mình, nó vẫn sống được. Nhưng mà dù cho người ta có sống được đi nữa, không có tay người ta sẽ không làm được bất cứ một chuyện gì hết. Chờ quỳ hiếp à. Đi lên đây. Mày biết nói chuyện hả? Đi lên đây nói chuyện cho vui. Anh cái gì? Trời đất ơi, con cua mà kẻ chân mài. Số phận đã an bài, xin bà hiểu cho. Ráng nhắm mắt, nhắm mắt mà chịu đựng nha bà. Anh đầu bếp. Một chữ biết của bà thôi là xả hết nguyên cái đường dây tâm lý từ nãy tới giờ tôi nuôi luôn á. Bây giờ tôi cho bà một cơ hội cuối cùng, và tôi cho bà thêm 4 giây nữa để bà đánh dần. 4 giây bắt đầu. 4, 3, 2, 1. Anh đầu bếp. Đi lên thớt. Khoan đã. Dừng tay anh ơi, cầu mong anh xuống thương, đừng bắn đuôi càng lìa xa sáng thân. Sống chi trên đời em đã chân đi, xin người hiểu cho ta, ta đâu phải yêu ma. Do ta còn mưu sinh nên ta
cưa càng người buồn đau thương lắm người ơi. Thôi! Đừng khóc lóc chớ than vãn, chúng ta đang quay hình. Mày hát riết khiến tao điên, sẽ không hay cho mày. Thăm biết rơi ước lệ, cầu xin anh xóm thương. Cần thi hành mau chóng, làm sao tôi xuống tay. Đừng hát nữa hãy mau mau xuống tay cưa cặp càng. Đừng liên tiếc chớ gian xin, phải nghe theo hợp đồng. Thôi hết rồi của ơi, kiếp sau ta gặp nhau. Y Hàn! Trời ơi, tại sao lại... Rác quá mày! Mày ông hối hối làm cái gì? Chỗ người ta đang thi hành án, ông chen vô giữa làm chi vậy? Ông không liên quan mà ông hãy nhảy vô ông hát chung. Nhưng mà tôi nói cho anh nghe, tôi hát chung nhưng mà tôi hát hay. Ông là con người mà ông hát ngang như cua vậy đó. Trong khi kia bà là cua kìa, bà hát hay như con người kìa. Cảm ơn anh, anh đâu biết. Đi qua đây. Anh đầu bếp. Bà đánh dần đúng rồi đó, tôi không giết bà nữa. Đứng lại. Anh đi đâu? Bây giờ anh đi đúng không? Đền hợp đồng. Hợp đồng gì? Hợp đồng ký kết của tôi và anh quay chương trình này. Xin lỗi, tôi đã có người trợ giúp rồi, không cần bất cứ một hợp đồng gì cả. Bây giờ đền hợp đồng. Tôi không làm. Hợp đồng đâu? Hợp đồng đâu? Bây giờ tôi nói cái hợp đồng. Một lần nữa tôi xin cảm ơn bà cua. À. Đứng lại. Tôi nói cho anh biết, bây giờ hợp đồng đã xé, tôi với ông không còn bất cứ một mối quan hệ nào nữa hết. Chào ông. Gật gật cái gì, đi về đi. Ông làm cái gì vậy? Tao nói cho mày biết, bây giờ mày không chặt cạn con cua đó thì tao chặt. Nhưng mà tao muốn mày đứng đây, mày đứng đây để mày chứng kiến cảm giác đau đớn của nó như thế nào. Ông không được làm như vậy. Buông ra đi. Buông ra. Còn cô kia, hồi nãy mày làm tao đổ máu. Bây giờ tao phải chặt càng mày. Nhẹ nhàng thôi. Không, không, thay cho tôi đi mà. Thay cho tôi đi mà. Sao mày vậy? Bây giờ á, ông chặt hai cái tàn của người ta, người ta không có sống được và cái không bao giờ thực hiện được ước mơ của mình đâu. Tao mặc kệ ước mơ của nó không có ước mơ gì hết. Mày vô đây. Trời. À! Tôi đã nói với ông rồi, không có tay thì mình sẽ không thực hiện được ước mơ của mình. Tôi mở sách ra tôi đọc đó, mà còn khó khăn hơn người ta nữa nè. Làm sao mà thực hiện được ước mơ của mình? Không có tay sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ của mình đâu. Cô ơi, cô! Cô ơi! Cô ơi, cô! Cô ơi, cô! Ủa, mày đâu rồi cô? Cả hai đứa tụi mày qua đây kiếm tao chi vậy? Ôi, tao qua đây tao thông báo cho một tin rất là vui luôn. Mày đã đạt được giải nhất cuộc thi nó ăn toàn trường mình rồi đó. Mày đã đánh bại được thằng Liệt rồi. Mày nói thiệt hả cả? Tao nói thiệt mà. Trên bản thông báo ghi rõ ràng, chính mắt tao đã đọc được mà. Thì tao không có đọc được. Nhưng mà tao nghe thằng Dịch nó nói á. Sao? Tao không có giỡn với tụi mày nha. Tao nói rồi đó, cái đó là ước mơ, là giấc mơ của tao. Tao không có muốn tụi mày giỡn kiểu đó đâu. Các bạn nói đúng rồi đó. Cô trai, đây là kết quả cuộc thi nấu ăn toàn trường. Em đọc đi. Dịch ơi, cô ơi cô, vậy là giấc mơ được làm vui đầu bếp của em đã trở thành hiện thực rồi. Dĩ nhiên rồi. Các em nè, chỉ cần bỏ qua hết những mặc cảm, tự ti trong cuộc sống thì chúng ta sẽ cố gắng vươn lên và thành công. Cô tin rằng có niềm tin, chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng.
Tao cũng ủng hộ mày. Xin chúc mừng em, vua đầu bếp. Ôn dao tao để đâu rồi ta? Ê khoan đã, vua đầu bếp. Yeah. Hai con cá nhanh nhanh tới đi con, chậm tới thì hết nha bà con ơi. Cá lóc cá chép cá dứa cá bông cá lòng tòng xèo, cá bông cá rú cá mấu hỏng xèo tới mùng hai xèo. Nhào vô bà con ta cùng tới nơi đây chọn hàng, 15.000 mua hơn một tấn cá xèo ta đem về nhà 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 nhà. Núi Hoàng Bạch Tuộc chuyên buôn bán nội tạng khác tiếng nhất lòng đại dương. Rồi hết vậy đâu, giơ tay giơ tay giơ tay giơ tay giơ tay. Hết giờ văn nghệ rồi. Nè. Dạ. Hàng họ xong rồi, để em vô cho chị coi. Dạ. Cô mày, đi vô. Mua tôi ra, mua tôi ra, mua tôi ra. Tôi là một con lươn, tỷ lệ trơn trên cơ thể của tôi có thể nói trơn hơn một cục xà bông. Tỷ lệ sinh sản còn phải phụ thuộc vào con cái. Hey. Hey. Tại sao lại bắt tôi? Nhiều chuyện. Tại sao lại bắt tôi? Yêu nghiệp, quỳ xuống. Tại sao chị bắt em? Trời ơi, sao nãy giờ có câu hỏi hoài vậy mày? Thì cái câu đầu tiên ta bị bắt là tâm lý, ta phải hỏi câu đó là đúng rồi. Bây giờ mày có cái câu nào khác hơn để hỏi không? Có. Nói. Tại sao bắt em? Bịch dậy. Nó khác nhau chỗ nào? Bịch dậy. Chị bắt em bởi vì chị tham. Trời. Em có nội tạng bắt bán lấy tiền. Không được chị. Chị lấy gì chị lấy, chị không được lấy nội tạng của em. Em là một con lươn, chị có biết không, tình hình của thủy triều trong vòng một tuần lễ nay lên xuống thất thường, có khi lên tới cấp 2, có khi lên tới cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6, cấp thứ 7 và chủ nhật. Em thèm cá cho nên em đi săn mồi. Em vừa chụp con mồi thì thủy triều lại dâng, vừa chụp con mồi là thủy triều lại dâng, khiến cho em không bắt được con cá nào cả và phải đành quay trở ngược về nhà để ăn mì gói. Khi trên đường em về thì không may em đã gặp nguyên một đám vũ đoàn của chị, nó bắt em và em có mặt ở trong này. Mục đích và đại ý của em muốn nói là tụt ơi thương lấy lương cùng, mình là hải sản chớ hoài giết nhau. Thấy thường quá à. Tào lao, bắt đứa vô nhà lao cho tao. Dạ. Bị con đo đông đếp chia phòng giam nó. Dạ. Cậu tam lầm. Rồi cổ chó hay sao bự vậy? Chịu nghiệp. Im mày. Dai. Dai trăm. Ê dai mà tôi... Yêu nghiệt. À dai là nó ghi đúng rồi. Nách. Ở nách ở đâu ra má? Con lươn. Đâu? Eo. Vòng eo 56. Hả? Eo người bảo. Ta không tin. Ở dưới lòng đại dương này có duy nhất hai con sở hữu vòng eo 56. Một con bỏ tiền đi làm phim nhựa, còn một con là biết sinh cười xuyên Việt đang đứng trước mặt ta đây sao? Ta không tin, ta không tin. Em xin cúi đầu chờ ông quê à, mong ta chị đừng giết em nha chị. Trời nó hát hay quá chị ơi. Mấy em. Dạ. Lấy dòng eo 56 gắn qua dòng eo 106 cho chị. Dạ. Cấp bao, cấp bao. Ôi các con của ta, các con có bị làm sao không? Nói cho mẹ biết đi. Ăn rác thải. Đã dặn rồi, không được ăn rác bậy. Trời ơi, bây giờ bệnh nó trơn rồi, làm sao đây, làm sao đây? Ai, ai có thể cứu được con ta, ta sẽ lấy làm chồng. Ai, ai... Chị, không ấy chị bỏ cái vụ lấy làm chồng đi, biết đâu có người cứu chị. Đúng rồi chị. Ai, ai có thể cứu được con ta? Em có thể giúp được, nhưng em cần có một điều kiện. Điều kiện gì? Nếu như em cứu được tụi nó thì chị hứa phải thả em ra khỏi cái chỗ này. Cho chị 20 phút suy nghĩ. Chị đang suy nghĩ. Không, có cái này là cái tình hình chung. Sao?
ở cái cuộc thi là Tuấn Dũng với Hồng Đào thi chung, chứ không phải mình chị mà chị đứng chị suy nghĩ 20 phút. Chị chấp nhận điều kiện của em. Nếu như chị chấp nhận thì tất cả hãy tránh ra. Ê, 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 ê. Ê, ngon quá, cho miếng coi. Bên này đó. Ủa, hai đứa bay bị gì mà uống vậy? Uống phong trà khớp lịnh. Ôi, các con đã tỉnh rồi. Hãy vào trong ăn nghỉ nha. Và vui làm gì mà con tao hết đau vậy? Em sao nó uống thuốc? Tao thả mày đó. Chị, bây giờ trước khi em đi em có một điều muốn nói với chị. Nói đi. Chị nhìn đi, mấy đứa con chị á, nó bị trúng thực mà nó đau đớn như vậy. Thử hỏi chị bắt và cướp đi nội tạng của người khác, chị có nghĩ người ta đau không? Chị đã hiểu rồi. Các em, dạ, phóng thích nội tạng của ai trả về cho người đó. Dạ. Hai đứa, bây giờ chị cảm thấy là chị gác kiếm, chị không làm được nữa. Hai em hãy tìm công việc khác mà sinh sống đi nha. Ê, khoan đã, đợi tôi đi chung với. Ủa, chị nói chơi mà sao bỏ đi hết trơn vậy? Vậy là cái động mạch tuột này chỉ có một mình ta thôi sao? Trái gì mà nhìn như trái bom vậy? Chị không thích bom mà. Đừng lại gần chị. Chị ơi, chị ơi. Chị không có thích bom. Chị ơi, đừng chị ơi, chị ơi. Chị ơi, chị ơi. Hai em đã trở về với chị. Em ra ngoài kia em có cảm giác bất an. Dạ đúng rồi, ngoài kia là bão tố, chỉ có bên chị là bình yên. Giải quyết cái bom giùm chị. Dạ, dạ. Để tụi em lo. Chị ơi chị, bom nổ chết hết trơn rồi. Tại sao bom đánh vô động mạch tuột của chị? Đó là quả báo. Những gì chị làm thì tất cả chị phải chịu trách nhiệm. Hỡi các linh hồn, hãy cùng nhau quay lưng lại và bước chân lên một tam cấp để trở về nơi an nghỉ của mình đi. Tất cả quả báo nghiệp chướng chị gây ra, chị phải chịu và gánh chịu hậu quả đó. Chị biết là chị làm chuyện ác, chị sẽ lãnh quả báo. Nhưng bây giờ trước mắt chị ăn năn hối lỗi, chị phải làm gì đây? Em sẽ giúp chị làm một việc có ý nghĩa trong lòng đại dương này. Vậy có nghĩa là... Và em sẽ ở đây, sẽ ở đây. Từng ngày chỗ dồi dàng đi qua, hai chị em mình lụm ve chai. Trên đại dương có rác, có bao ni lông, hai ta cùng nhau đi lụm rác nhé. Và bàn thờ trên kia, hai thằng kia nhìn mà sung sướng quá. Vì một thế giới như mơ, như tơ, như ly kem bơ, ôi thật bất ngờ. Một thế giới như mơ, như tơ, như ly kem bơ, ôi thật bất ngờ. Một thế giới như mơ, như tơ, như ly kem bơ, ôi thật bơ phờ. Ủa, hôm nay bác tập được không? Dạ được chứ cô thấy mọi người đứng trong đội hình, tôi đứng riêng một góc trời là cô biết tập được. Trời, bác vui tính quá à. Dạ vui chứ cô. Giờ già chứ hồi đó tôi từng đi thi cười xuyên Việt đó nha. Trà Ngọc mã số 09. Quán quân không bác? Không biết có quán quân không mà sau cuộc thi đó tôi ôm hận một người đàn ông. Ủa, ai vậy bác? Quân sư Diệp Tiên. Quân sư Quỳnh Lập. Ủa nãy giờ bác làm gì vậy? Nhớ lại một thời ký ức huy hoàng. Thôi trễ giờ của con rồi, thôi con về trước nha bác. Rồi chào giữ cô giáo. Sức khỏe nha bác. Rồi chào cô giáo nha. Ông ơi, nãy giờ ngồi trong đây buồn không? Ta nói tội nghiệp hết sức á. Đem ra sợ chị em quản hồn không nhảy nữa, hiểu không? Tội nghiệp. Đây coi, để coi mấy năm rồi mà tới cái ngày này á, là tôi bồi hồi dữ lắm. Cuộc đời tôi á, trải qua bao nhiêu năm rồi, quên cái gì quên, chứ có một cái chuyện mà tôi không bao giờ quên được, đó là cái ngày này 50 năm về trước, ngày tôi và ông tròn 18 tuổi.
Em xinh như hoa trong ánh nắng ban mai, làm bao chàng trai phải ngây ngất ngóng theo. Em nâng nơi nào nơi đó mãi trên cao, làm cho lòng anh ở bên dưới khát khao. Dẫu biết thất vọng mà vẫn yêu giấc mộng, từng đêm lẻ loi ở nơi nhớ vẫn vương. Dẫu dẫu biết rằng người sẽ chẳng đợi hoài, mà sao lòng em vẫn cứ thương vẫn cứ vui đầy tràn. À, sao mình hẹn nhau ra đây á, không ngồi đợi tôi mà đi lang thang chi vậy? Tôi hả? Ờ. Tôi đang đi kiếm cô bán bún riêu. Để làm gì? Tự nhiên bữa nay học về thèm ăn bún mắm. Rồi có kiếm được cô bán bún mắm không? Kiếm được rồi mà bữa nay bà bán bún riêu. Ồ, là sao? Bữa nay bà đứt vốn bán bún mắm rồi. À, còn ấy, đi học về, đợi ra đây đợi tôi sống, đợi đi vòng vòng chi vậy? À, tôi kiếm bánh tráng trộn. Vậy thôi, mạnh đứa nào nấy đi ăn đi. Ok. Khoan đã. Ấy. Dạ. Ấy. Dạ. Ấy. Dạ. Có gì nói đại đi, mệt quá à. Bác biết tính má tôi mà, má tôi khó dữ lắm. Má tôi á đã chắc lọc kinh nghiệm, viết được cho tôi một cuốn bí kíp, nhìn một rồi đoán tương lai số giận. Bây giờ tôi sẽ đoán cho phát xong rồi tôi quyết định chuyện tụi mình nha. Người đàn ông mà có mục rùi dưới mắt trái là những người hay buồn rười rượi dữ lắm. Sao? Lúc nào tôi gặp Lộc tôi cũng vui. Tôi vui, vui lắm. Lần đầu tiên phát tới chơi nhà tôi là má tôi đã cảnh báo rồi. Đàn ông hả, có mục rùi ngay giái tai, trước năm 30 tuổi không xác định được giới tính. Mà phải, sai rồi. Hôm nay tôi hẹn Lộc ra đây, tôi muốn nói với Lộc một điều là anh yêu em. Em đợi câu này lâu lắm rồi. Em đồng ý. Lộc ơi, anh biết mình yêu. Lộc ơi, Lộc, tôi nghĩ chơi bác luôn. Tôi nguyện rủa bác suốt đời này không bao giờ yêu được ai đâu. Lộc. Cuộc đời giông bão xô đẩy tôi, tôi lại gặp ông một lần nữa vào năm tôi 38 tuổi. Mày gì đây, mày gì đây, mày gì đây? Em ơi tháng bảy mưa ngâu có cầu ấu tước trên dải ngân hà, chức nữ hồi ngô ngô lan sao một năm dài xa vắng. Còn anh nhớ em chỉ bằng giấc ngủ khóc phận, vì ai gây cảnh đắng cay để giờ anh sống kiếp đơn côi. Biệt về đâu khi đường tương lai mịt mù tăm tối, mà lối đi về không có ngày mai, vì người ta đã cướp đi đôi mắt của anh rồi. 21 21 21 21 21 21. Ê, có người kinh rồi. Có người kinh rồi, bây giờ nè, đem cái này vô trong ha. Dạ. Rồi nghỉ trưa đi, đợi suốt sau rồi mình làm tiếp. Dạ đi, dạ, dạ đi em. Tôi kinh rồi, sao tôi lạnh kẹo kéo đi. Tôi kinh rồi nè. Dạ cô ơi, cô là vẫn còn nơi đây bên em mà. Nhưng sao lời hứa ngày xưa đã nhạt nhòa. Em có phải là quay về với anh đi. Không được đâu. Ủa, 20 năm qua em làm cái gì? Em không còn xứng đáng với anh nữa. Tại sao vậy? 20 năm qua em làm gái. Hả, cái gì? Gái bán vé số, trời ơi. Trời đất ơi. Bây giờ cởi cái bán vé số ra đi. Đi về ở với anh đi. Anh sẽ lấy cái đàn lô tô này anh lo cho em hết. Lộc. Hả? Về với anh đi. Anh còn thương em lắm. Anh dám chặt khẳng định và chắc chắn với em một điều rằng kể từ bây giờ không có chuyện gì có thể ngăn cản được hai đứa mình. Anh cướp! Anh cướp! Nó cướp hết cái tiền bán đồng lô tô rồi. Ê, tôi chưa có kịp trả lời mà anh đi nhớ về với em nha. Em đợi, đợi. Vậy mà ông đi hơn 30 năm nay không thư từ liên lạc gì về với tôi hết. Ông về với tôi hả ông? Ông về với tôi đúng không? Là ông đúng không? Bà ơi, là ông, đúng là ông rồi. Cái tiếng này của ông nè, là ông mà. Tôi bên đây nè. Sao ông chơi trò chơi ánh sáng với tôi vậy? Tôi đã về rồi đây. Bà có biết không, mấy chục năm trước khi tôi dí theo thằng ăn cướp, nó chạy tới đâu
tôi chạy tới đó và ô kìa, tôi đã thấy thằng ăn cướp. Không, tôi đã tới bãi sau Vũng Tàu. Hả? Chạy gì mà xa dữ vậy? Nhưng lúc tôi quay lại rồi tôi nào có thấy bà đâu. À, thôi, tôi không rây rứt nữa. Tôi không hờn, không giận ông nữa đâu. Tôi về tôi cúng cơm cho ông nha. Cúng cơm cái gì? Ông chết rồi phải cúng cơm chứ sao. Trời đất ơi, cái gì vậy? Bà khùng hả? Tôi còn sống mà. Cái gì? Chân đạp đất nè. Ông còn sống. Anh Phát. Là không. Anh Phát ơi. Anh ơi, em ấp ủ được gặp lại anh một lần. Em xin anh làm một chuyện thôi. Bất cứ điều gì anh cũng có thể chấp nhận hết mà. Anh cho em làm nha. Làm đi. Cái gì vậy? Dạ dạ. Ông có biết tại gặp ông mà cuộc đời tôi thối hẻo tới bây giờ hay không? Tôi chờ tôi đợi ông tới 68 tuổi đầu tôi vẫn còn là một cô gái trinh nguyên. Trời đất ơi. Người đời hay gọi tôi là lộc quá thạch đó. Không, nhưng tôi đã coi bói rồi. Qua 60 tuổi thì tôi với bà sẽ dứt nạn. Thiệt không? Thiệt. Lần này mình gặp lại nhau rồi. Bà đồng ý, bà lấy tôi nghe bà. À, đâu có dễ vậy được. Tự nhiên gặp rồi lấy dễ vậy. Tôi giữ gìn mấy chục năm nay rồi. Ông nên lấy anh đi gái. Nhưng mà đợi một chút, tôi hỏi ý kiến phụ huynh đã. Má ơi má, con 68 tuổi rồi, má cho con lấy anh Phát nha má. Lấy được, con lấy đi. Vô luôn. Vậy thì mình đeo nhẫn thôi. Ông vô rồi đó. Mọi người ơi, cuối cùng thì cặp đôi Lộc Phát cũng đã tới được với nhau ở năm 68 tuổi rồi. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước bao nhiêu. Mộng vàng hai đứa yêu nhau chỉ quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một tấm lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Tấm lều lý tưởng đó ta xây bằng viên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Xinh quá đây. Dần lên cao hồn tôi dường như bóng chim vươn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nào bình yên và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi với màu áo rêu vỗ về đánh giấc trường nghỉ ngơi. Trời đất ơi, ông chủ dặn sao chị ghen quá à, đi đâu cũng phải có vệ sĩ đi theo hết biết chưa. À, chị quên mất. À, mình nghỉ một chút nha. Cảm ơn mọi người. Đi vô. Búp bê này là xinh đẹp. Búp bê này là xinh quá. Búp bê này là bạc vàng. Búp bê chào mỹ anh. Em đang mơ mộng vì đang nhìn. Ôi môi em xinh tựa như đóa hồng. Ôi tới rồi, ta đi tắm biển thôi. Ê! Ê! Tắm biển, vô trong đây tắm nè. Mày điên hả, đi vô trong tắm cho điện giật hả? Mày phải nên nhớ, nhiệm vụ của mình là tiếp cận, gián tiếp và âm thầm bảo vệ cho Nhung, người yêu của tao. Nhung tao mày, còn là ba đứa bạn chơi thân với nhau thời đi học nữa. Đứng lại. Cái gì? Bước ra đây. Hả? Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, mày là con gái thì mày phải học và làm theo những cái tính cách của con gái, mày hiểu không? Cách sao? Cái chân mày á, con gái nó đi là mày phải bước chéo vậy nè. Đó. Cái mặt mày luôn luôn lạnh lùng. Nhưng mà mày nên nhớ là cái chân mày đừng bao giờ sụ giống tao. Hiểu không? Sau đó đó là mày dùng cái lực đùi của mày, mày tấn lên cho cái tay mày nó dẻo quá. Hiểu chưa? Làm như vậy mới gọi là con gái thật tuyệt. Hey. Tao buồn cho bà ngoại mày quá. Bà ngoại mày có mình mày là cháu trai độc nhất. Mà chưa gì mày nảy mầm rồi. Tức cảnh
sinh thời thôi. Bây giờ làm nhiệm vụ chưa? Nghe tao nói nè, kể từ bây giờ mày phải gọi tao là bà ngoại. Thôi đi, kêu mày tao dễ xử hơn. Tao đi về. Thôi được rồi, bà ngoại. Đi như vậy được chưa? Thôi, đi đâu đây? À, vô ăn họp fan với chị Dương Hồng Nhung. Fan của chị Dương Hồng Nhung? Dạ. Fan tôi là fan nữ không mà, đi về đi. Anh ơi, chứng lẽ tụi em con trai hả? Con bé này thì được nè. Ừ. Bà kia già quá. Dạ, gì nó mới 20 tuổi à? Hả? 70 tuổi ngoại ha. Đúng đúng rồi. 70 tuổi rồi già nhưng mà là vẫn là con gái chứ đâu. Chỉ có khác một điều là tụi nó đẻ được, còn tôi hết đát thôi. Thôi mà bà quá, hai người có thể hội duyên không? Không. Không, đi về. Không, mấy giờ con xí xóa một lần đi. Bị hai bà cháu từ đường xa xôi lên đây bà. Xa xôi là ở đâu? Nghe chiêu Cà Mau đã cắm xào trên bờ kinh ngã bài. Tuốt ở dưới Cà Mau có trái chuối cắm vô cây xào về. Sao con gái năm xưa chẳng thấy ra chào? Chẳng thấy ra chào, hổn về. Hai bà cháu tôi đến từ Vũng Tàu. Ủa, Vũng Tàu là đây mà. Tôi ở bãi trước. Tôi ở bãi sau. Hai đứa ở gần nhau. Đôi ta ở Vũng Tàu, sóng biển dạt dào. Trời ơi, tôi mệt ghê luôn á. Bây giờ như vậy, tôi không có nói nhiều. Đi về là đi về. Ngoài thấy chưa? Con nói ngoài rồi. Ở nhà coi cải lương thì không chịu, mày đặt lên đây coi nhạc xong chi. Tao làm gì thì mắc mới gì mày bực mày cọc với tao. Ê, cho nó vô đi để nó chửi bà kìa. Ngoại kỳ quá. Nó chửi bà 2 lần. Ngoại kỳ khôi quá. 3 lần luôn. Ê con bé mày hổn nha mày. Hổn gì, này phải dạy nó chứ. Trời ơi, con bé này bất hiếu vậy nha mày. Ngoại, sao ngoại bất lực vậy? Mày nghe chưa? Ngoại đã nói với con bao nhiêu lần rồi, dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa cũng không bao giờ được gọi ngoại là thằng. Ôi xin lỗi ngoại, ngoại ơi. Thà là mày im lặng để người ta tưởng mày ngu còn hơn mày mở điện ra để người ta không nghi ngờ gì nữa. Cái thứ của mày là tao phải giết mày ngay. Nhiều trò quá, đi về đi, tôi không cho vô đâu. Ê, đứng lại. Kế hoạch B, hương tóc mạ non. Không được đâu. Tao nói được là được. Non của tao có hiệu quả không? Xíu. Cái gì vậy? Nó vương. Mày phải trang bị cho thật kỹ chứ. Anh có điện thoại nè. Sát thủ đầu tiên, đặc điểm nhận dạng: mặt ú ú, thân hình tròn tròn, mũm mĩm dễ thương. Đặc biệt mê gái và có lòng trắc ẩn, với biệt danh hung tóc đỏ. Rồi vị trí của nó ở đâu? Sau lưng hai đứa mày đó. Thì tao với mày sẽ tìm cách tiếp cận nó, coi nó chọn ai, lúc đó mình sẽ môi mình mối. Chắc chắn là nó chọn tao rồi. Tao đẹp hơn mày. Để tao. Hello anh. Trai, nghe nói rượu ở đây uống miễn phí hả? Ừ. Cho em một chai được không? Ừ. Cảm ơn anh. Em đẹp không? Không. Tới mày đi, thua rồi. Mày coi tao nè. Thế nào mày cũng chửi mày à. Cậu trai trẻ. Mời cô. Trời ơi, tôi không tin này, sự thật đó trời à. Cái này là cái gì? Sữa tươi. Wow, em đẹp quá. Tôi già như vậy mà anh cũng khen được nữa hả? Đẹp là đẹp cái chỗ già đó.
À, thằng này thích lái máy bay bà già. Rồi lỡ mà tôi già hơn rồi sao? Thì càng đẹp nhiều hơn. Hãy làm bạn gái anh nha. Wow, nếu như mà làm bạn gái anh đích ra, anh cũng có cái nghề gì nó vững chắc, nó bảo vệ và lo cho tương lai em chứ. Em đã nói như vậy rồi thì anh không giấu em làm gì. Anh làm sát thủ. Anh được mướn tới đây để giết Dương Hồng Nhung. À, vậy thì chuyên môn của anh là đánh bơm, đâm thuê, chém mướn hay là bắn tỉa? Anh hạ độc. Anh hạ độc vô cái ly sữa hả? Không, ly sữa này không hề có độc. Hai cái ly rượu này và cái chai con nhỏ kia đang uống mới có độc. Cái đưa, thế coi ta nói rồi, ta không uống sữa đi chứ mẹ thích sức khỏe cho chinh chinh nhỏ, không uống đi uống rượu. Uống rượu bà nội mày đó, mày lo cứu cháu mày đi. Trời đất ơi, anh ơi, anh bây giờ nó là cháu em á, nó bị như vậy rồi thì bây giờ phải làm sao anh? Anh không cứu được. À, sao vậy? Bởi vì anh ghét nhất cái hạng con gái xấu mà bị đặt tự tin, anh phải triệt. Tôi làm đâu phải triệt tôi. Không được đâu anh ơi. Nếu như vậy á thì em sẽ chết chung với cháu của em. Cái ly này có độc đúng không? Đúng. Em sẽ chú chết chung với nó luôn em. Đừng. Đừng. Sao mày uống vậy? Chứ để mày chết một mình tao sợ mày mặc cảm. Lòng ơi. Lòng ơi. Thôi được rồi. Tuy ta là sát thủ nhưng ta có lòng trắc ẩn. Ta sẽ cứu hai bà cháu bằng một lọ thuốc giải độc này. Đừng có mơ, từ từ. Bởi vì loại thuốc giải độc này không phải loại thường đâu, mà lần này phải giải độc bằng nụ hôn. Qua đây với anh. Phước ai nấy hưởng đi. Tới mày đó. Thôi, cô gái không cần hung tôi để giải độc đâu. Yeah. Mà phải hung bà ngoại. Sao lợi dụng hai bà cháu dữ vậy? Long ơi. Long. Đừng làm chuyện ấy. Còn chần chờ gì nữa, che dù đi. Nhung ơi, hãy hiểu cho anh. Tình yêu không có lỗi. Đành để ám sát của Nhung đúng không? Tao hành động bí mật như vậy mà tụi mày cũng biết. Đúng là thám tử chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp cái gì, thằng bạn nó gửi hình thôi. Tao đã đưa Nhung đến nơi an toàn rồi. Điều bây giờ phải làm, xử thằng đây. Tụi bay. Lên. Mày đẻ gì vậy? Đẻ sao nữa? Mất chạy. Oh yeah. Mày ghé chứ vậy? Ghé cho nó vui chứ. Yeah. Lên. Cái gì mà nó chết vậy? Mùa này là mùa hạ. Mùa hạ thì nóng, tao tạt rất lạnh cho người. Nó nóng lạnh thất thường, nó sốc nhiệt, nó chết. Hoàng Hải. Tụi mày làm gì vậy? Sợ á. Tao sẽ đưa tụi mày về nơi an nghỉ cuối cùng. Là đâu? Bình Hưng Hòa. Gì xa vậy? Chứ mua ở đâu? Ở đâu về, gần ra biển nè. Khùng quá, đưa ra biển trôi cốt làm sao? Tào lao. Ê mày ơi, cái súng này cái súng giả nè. Chắc giả rồi. Thằng này ghê mày. Tin chưa? Tin luôn. Được lắm. Bây giờ thằng nào sẽ chết trước? Mày hay là mày? Không cần nói nữa, tao bắn thằng nhỏ trước. Yeah. Yeah, bà nội mày tao bắn trước nè. Sao vậy? Yeah, tên ông già tao. Mày chưa nghe qua tập đoàn yeah chó hả? Con này đúng là chó điên mà. Đồ cái tên ông già nó giết chắc cực lắm á. Đừng có tào lao, đứng lên. Đứng lên chi vậy? Tao bắn một lần một. Xí đi anh ơi. Đứng đây đi. Bạn chỉ ở đây. Đây, xiên qua đây. Cái cổ em cho em ngáp ngáp được chút.
Sao mày ngu dữ vậy? Có phước còn hưởng mà. Chết chết đi. Ê không được. Ê đừng 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 mà. Đi tụi mày đứng, tụi mày coi game show hả? Vô tiếp tao. Đạn bắn quá trời, thằng nào trúng đạn vậy? Tao không có bị. Tao cũng không có bị. Tao cũng không bị, ba mày bị đúng không? Không. Vậy chứ ai? Tao. Sao bắn tao? Ủa, thuốc chưa ngắm hả? Chưa ngắm, chưa đi phượt xong, chưa ngắm. Đáng lý thằng này không có chết đâu. Tại nó đi vòng vòng để cho lạng đạt mà chết đó. Của tao. Tao không đạt. Lấy hoài vậy. Tụi mày bắn chết đàn em tao rồi. Tao phải giết tụi mày. Nó hết đạn rồi. Yeah. Chết đi. Yeah. Nè. Đây. Long. Ơi tao giục đi. Sao mày không giục đi? Mày gần hơn tao mày giục đi. Thôi bây giờ tao thấy là mày sút nha. Ok. Trời đất ơi, Long. Bây giờ vậy, tao giao nhiệm vụ cho mày, mày lượm trái bơm mày chọi, còn tao vô trong tao lượm dép tao. Ừ. Chọi đi. À chọi thôi. Yeah. Chị Nhung ơi, ngoài đó nguy hiểm lắm, đừng có ra chị Nhung ơi. Ê Long, mày đi đâu vậy? Anh Dũng. Hóa ra là anh hả? Nhưng mà sao anh ăn mặc gì kỳ vậy? Tại vì thằng Long nó nói là Nhung không muốn gặp mặt nó, nên nó phải cải trang như vậy nè. Nhưng mà nãy giờ chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao anh biết là có sát thủ muốn hãm hại em? Vì ba của Dung nói, ba Dung là một người rất nổi tiếng, giàu có rất nhiều bạn bè và rất nhiều kẻ thù. Chính vì điều đó, thằng Long nó sợ Nhung ảnh hưởng từ ba Nhung, nên nó luôn âm thầm bảo vệ Nhung đó. Mày nói cái gì đi Long? Tao đâu có biết nói gì đâu. Mày nói cái gì đi? Mày nghĩ đi, gia đình Nhung thì giàu có, ba Nhung có thế lực, trong khi Nhung là một ca sĩ rất nổi tiếng. Tao chỉ là một thám tử hèn mọn, làm sao tao xứng đáng tình yêu của Nhung? Có đúng hay không Nhung? Đúng. Nhưng đó là suy nghĩ của anh, không phải là suy nghĩ của em. Nhưng chính vì anh như vậy mà em mới phải đi tìm một người khác phù hợp với mình hơn. Và em đã tìm được rồi. Nhung có chồng rồi à? Chúc em hạnh phúc. Long, mày khùng hả? Con gái nó nói như vậy coi. Mày không coi phim hả? Tâm lý ngược, nó nói như vậy chứ không bao giờ có cái chuyện đó. Vậy em hả? Sắp kết hôn rồi. Mày coi phim gì vậy? Tây Du Ký. Anh nhìn đi, đây là nhẫn đính hôn của em nè. Nhưng mà trước khi em kết hôn, anh có thể cho em sống lại những giây phút đẹp nhất, những kỷ niệm đẹp nhất của ba chúng ta tuổi học trò, có được không? Anh tỉ lệ đi. Long à, anh là một người rất là tốt. Cảm ơn anh thời gian qua đã luôn âm thầm bảo vệ cho em. Em tin chắc là rồi đây anh sẽ gặp được một người con gái khác yêu thương anh nhiều hơn em, tốt với anh hơn em. Em luôn mong anh hạnh phúc. Những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Chúng có nhớ hồi xưa khi mà mỗi lần tới kỳ nghỉ hè là ba đứa mình hay đi xe đạp xuống Vũng Tàu chơi không? Nhớ. Nhớ chứ. Ừ. Lúc đó vui ha. Ừ, lâu lắm rồi tụi mình mới có những kỷ niệm như vậy. Thằng Long có ra đâu kìa. Sao lúc nào mày cũng tới trễ vậy? Là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở, giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ, mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại. Tao ước gì ba đứa tụi mình mãi mãi là bạn với nhau, có được không? Được.
đàn buông tiếng xa xa. Các con ơi, ra đây tập thể dục với má nè. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Con đi mướn phòng nhưng con không ngờ con đi lạc vô công viên khủng long. Ở đây là cái dãy phòng trọ của nhà người ta chứ công viên gì. Ôi vậy là đúng rồi. Yeah. Hết phòng rồi. Ờ, uổng cái ve quá à. Khổ ghê luôn á. Thôi ra khách sạn ở đi cho nó lành. Ờ, còn phòng. Sao lại nó hết phòng? Đúng á, là ở đây còn một cái phòng không có người ở. Nhưng mà ma ở. Ma ở đây nhiều lắm. Má radio nè, má giường nè, má chiếu nè, má bóng đèn nè, chịu không chịu, ở không chịu thôi. Bà xạo trên đời lại làm gì mà có cái vụ má radio. Đâu mà chá. Ờ. Ở đúng không? Ở đi vô. Khoan. Má, sao có anh này em tới đi hoài vậy? Trời đất ơi, mày tới đi làm gì mày tới hoài vậy mày? Cô ơi, cho con thắp cho chị con nén nhang xong con đi liền nha cô. Không có cúng kiến thắp nhang như vậy phòng trọ của tao mà cúng kiến thì đi về, đi về. Dạ, con biết rồi, dạ. Đi vô đây. Chán nản cái cửa thì ghê má. Bấn nha. Bấn lỗ đây. Sao mà cửa nhà bà muốn bấn là bấn gì? Nhà tao muốn làm gì tao làm mày. Đó, phòng của tụi con nè, chịu chưa? Dạ chịu. À cô, tháng nhiêu ạ? 800. Ơ rẻ quá. Đặt cọc 3 tháng. À, cũng rẻ lắm đâu. Không cần khỏi ở mày. Ở. Nè, chị có phòng nè. Dạ. Đó, giữ đi. À, cô không có cửa sao mở? Giữ tượng trưng đi trời. Ê, mà quên. Cô nói nè, hai đứa. Căn phòng này nha, các con nha, không được dịch chuyển bất kỳ đồ đạc gì, nghe chưa? Nghe chưa? Với lại á, trong phòng này nhiều ma lắm. Cái thằng radio nó muốn nói gì nó nói nè. Cái bóng đèn nè, nó muốn chiếu thì nó chiếu. Cái gương nó muốn hát thì nó hát. Đặc biệt nha, lúc 1 giờ đêm, đồng loạt tụi nó ùa ra hết. Cứ thấy hiện tượng lạ gì thì đừng quan tâm, quên nó đi. Ừ, cô nhưng mà sao vậy cô? Tao nói đừng quan tâm. Cô nhưng mà sao mình không quan tâm cô? Tao nói đừng có hỏi. Ừ, nhưng mà sao không hỏi? Tao đâu có biết, tao trả lời. Ông chọn mới rồi. Ông chọn mới. Vô tắm luôn. Ê, sao không vô tắm luôn nè? Thôi, tao không tắm đâu. Sao vậy? Tao sợ dơ cục xà bông. Ơ, mày bị điên à? Cái người mày không thể dơ, dơ sực cục xà bông. Ờ, ha. Ơ, không được. Sao vậy? Ơ, tao vô với tao mày tắm chung hả? Mày điên quá, có mặc đồ mà. Mở cửa ra. Đẩy ra. Ê. Cái gì? Không ấy, tắm sơn mặt bên kia rồi, nhìn mặt mày đã khó tắm lắm. Mày khùng quá à, mày quay qua bên đây mới là khó hơn á. Ờ vậy hả, đi xây lại đi. Ờ. Ây à. Oh my god. Cái gì mà có chút xíu vậy? Ôi xíu à, ấy kinh quá. Ô bị gò bị hơ. Mày biến quá cái gì vậy? Phóng nó to chà. Mày điên hả? Sao mà to được cái cục xà bông này, biết bao nhiêu người xài rồi, bây giờ tới tao với mày nó phải còn có nhiêu đây thôi à. Ờ chia đi. Tao tắm trước. Chia một miếng không được á. Sao mà được, tao ấy là tao phải tắm trước chứ. Ờ tao quên, ở trong cái ba lô của tao á có dây xà bông, mới lấy đi. Ê ơi, Dũng ơi, nó còn có một bịch chứ không phải một dây nha. Ờ chắc xài nhiều quá còn một bịch á, lấy một bịch thôi. Ủa dạo này mày chơi dầu gội đầu của Mỹ hả? Sao ạ? Nó có trái ớt nè. Thằng khốn nạn, bịch xà bông mày không lấy, mày lấy bịch tương ớt chi vậy? Ủa, cái đèn nó bị cái gì ra, sao coi sửa lại coi. Ôi, từ từ đi, gọi xong cái đã. Ê, chắc
sớm được thôi, để vậy ngủ luôn đi. Dũng ơi, Dũng ơi. Cái gì? Ngày mai á mày đi cắt tóc, nghe tóc mày dài quá, chơi trò này vui lắm nè. Đâu có. Theo phong thủy á đúng tháng tao mới cắt tóc mày ư? Ủa sao cái cánh tay mày dài quá vậy? À, cánh tay tao dài để tao sửa bóng đèn cho mày á. Mày đi đâu vậy? Mày nằm xuống ngủ đi. Đâu tao nằm ngủ mà. Mày khùng quá. Mày nằm kế bên tao mà lăn qua lăn lại rồi mày ngước lên nữa rồi sao tao ngủ được? Mày điên liên quan tới mày. Mày nằm chung với tao. Mày khùng quá, mỗi thằng một giường mà tao nằm giường trên mà. Xuống Dũng ơi, Dũng. Cái gì? Lẹ đi. Sao? Ai la gì? Tao đập cái đầu tao vô cái giường. Trời, mày hậu đậu quá à. Sao, có chuyện gì? Hồi nãy tao thấy một hiện tượng lạ. Hiện tượng gì? Hôm nay tao có cái cảm giác nó kỳ lắm. Vậy hả? Thôi mình thức mình nói chuyện đi. Thằng này hậu đậu quá à. Sao vậy? Trời ơi, cái gói gói thì ông để trên giường đi, thả xuống đất chi cho nó dơ vậy? Mày điên hả? Cái gói ôm tao để đây mà, cái gói ở trên mày rớt xuống đó. Vậy hả? Lỡ dơ cho nó dơ luôn đi. Hồi nãy á, tao nằm kế bên một con ma nữ tóc dài. Hồi nào? Mới hồi nãy nè. Sao mày? Rõ ràng là nó nằm ở đây nè. Cái gì thế ghê vậy chú? Bây giờ mày lo mày sửa bóng đèn đi để mày đỡ sợ. Ừ nha. Long ơi, Long à, hả? Lấy tao cái tôi dít đi. Ê, mày để cái gói chi giữa đường vậy? Mày xuất cái gói đó đi. Có chưa? Tôi là ai? Tôi là tôi. Ai không biết bà là bà, nhưng mà ý tôi hỏi bà là ai? Trời đất ơi, tôi là ăn trộm. Chẳng lẽ tôi nói tôi là ăn trộm thì tôi phải nói tôi là tôi? Trời đất ơi, con gái con đứa mà vô đây ăn trộm hả? Không có tiền thì mới đi ăn trộm, chứ có tiền đi ăn trộm làm gì? Mà tôi nói cho mấy anh nghe, tôi khổ lắm, tôi không có tiền ăn. Với lại tôi còn thiếu tiền nhà của bà chủ, tôi chưa có trả, mấy anh đừng bắt tôi, để tôi đi. Đi đâu vậy? Cướp chỗ khác. Trời đất ơi, bây giờ đi ra ngoài cướp rồi người ta bắt, người ta đưa lên công an sao? Hên là bà gặp hai anh em tôi hiền á, ở đây đi, tụi tôi tính cho. Em cảm ơn hai anh. Lên giường. Biết ngay mà. Thằng nào trước đây? Ý của thằng bạn tôi là kêu bà nằm cái giường này để tôi suy nghĩ, tôi tính toán giúp đỡ bà đó. Ủa, phải vụ kia hả? Tập bậy không ơi. Bây giờ nó tội nghiệp quá, tính nó sao giờ? Bây giờ tao với mày phải giúp nó. Nếu như tao với mày không giúp nó thì nó sẽ bước ra ngoài xã hội để nó đi cướp nhà băng. Đó, công an sẽ bắt nó và hỏi là tại sao nó cướp. Lúc đó nó sẽ khai cho tao với mày không cho nó mượn tiền. Lúc đó ba đứa bị bắt lên phường nó thì bay bắt đi tù. Tao với mày sẽ bị phạt hành chánh vì cái tội mà thấy gái đẹp không cứu. Ê, dậy mày. Dạ, anh. Mày thiếu bà chủ bao nhiêu? Dạ, 520 ngàn. Trả được nhiêu rồi? Dạ, 20 ngàn. Còn 500 ngàn lớn quá, em trả không nổi. Này mày, tại sao mấy anh cho lại cho em tiền vậy? Không, mày lụi tụi tao làm sao? Nó lụi tao trước nè. Nó đuổi ôm mày, nó xuyên qua tao nè. Ừ. Em cảm ơn mấy anh, em đi đây. Mấy anh tốt quá. Ở ngoài kia có nhiều người khó khăn giống em lắm. Để em kêu vô đây cho hai anh làm từ thiện nha. Đi. Trời đất ơi, ở đâu ra vậy? Thôi đi ngủ. Dũng ơi, Dũng. Mày ngủ mở radio nghe nha. Chuyện kể lúc không giờ. Căn phòng ma ám. Long và Dũng là đôi bạn sinh viên nghèo dưới quê lên phòng trọ để tá túc chờ ngày thi đại học. Dũng ơi, sao giống tao với mày quá vậy? Mày đi có trùng hợp quá. Hai chàng sinh viên ấy đã bị bà chủ phòng trọ ác độc ép mướn với giá 2,4 triệu 3 tháng. Long ơi, Long, tao thấy sao giống tao với mày quá vậy? Mày điên quá, trùng hợp quá.
hai chàng trai ấy trong căn phòng không biết làm gì, bèn đi ngủ trên chiếc giường đôi, nằm nghe radio cho dễ ngủ. Dũng nằm trên, còn Long nằm dưới. Ôi mày ơi, như thằng này nó kể chuyện, nó cầm cái điện thoại di động, mà định vị của hai đứa mình ở đâu á. Mày điên quá, trùng hợp quá. Trùng hợp cái gì, mày không thấy nó tả y chang căn phòng mình luôn hả? Chừng nào nó tả có cái gương người ta mới tin. Hai chàng trai bật dậy nhìn thẳng vào gương, hoảng hốt nằm xuống. Tao tin rồi, wow. Ôi ôi, Dũng ơi Dũng, đổi chiều nằm luôn đi. Hai chàng trai ấy cứ chằn chọc mãi không ngủ được, bèn trở mình sang phải, nhìn ra hướng cửa, thấy run run. Một chàng trai bèn trở mình sang trái. Thằng nào? Thằng nào cũng được. Không ngờ hai thằng lại làm cùng nhau. Một chàng trai định giơ tay tắt radio nhưng không dám tắt, bèn nhờ thằng giường trên tắt hộ. Ôi Dũng ơi Dũng, mày xuống mày tắt cái radio giùm tao đi. Thằng giường trên ngơ ngác nhìn thằng giường dưới với suy nghĩ trong đầu. Thôi đi kiếm dây điện rút ra. Nhưng nó không ngờ rằng radio làm gì xài bằng điện, nên quyết định đập máy để phá nát cuộc trò chuyện của chúng ta. Mày chết đi mày ơi! Mày im đi, im đi! Tao vẫn nói tiếp làm gì được tao. Mày lấy, mày dùng nó ra ngoài đường luôn đi. Ok. Ngoài trời rất lạnh, đừng quăng, tao sẽ giữ im lặng. Đắp chăn cho tao với. Mày đắp cho nó kín kín, nó đừng có hở một cái lỗ không gian nào để cho nó nói nữa nha. Xong nó nín luôn rồi. Tao đi ngủ á. Ê, cho ngủ chung đi. Sao mày không ngủ ở trên đi? Mày ra đi ôm ngủ trễn rồi. Mày gán mày chịu chứ. Không lẽ không cho cái mền luôn chứ. Mền mày đâu? Mền ra đi ôm nó chùm rồi. Thì mày tự mày ráng chịu đi. Trời, xin lỗi mày à. Tao chịu được mày. Mấy thằng ngủ một mình mà không đắp mền là dễ bị mộng du lắm. Trời. Không ngủ mày đứng trước kiến mày đánh đàn chi vậy? Mày điên tao đang ngủ mà. Ồ. Cái này là cái hiện tượng lạ. Đúng rồi, bà chủ mới nhắc khi mà gặp hiện tượng lạ đừng quan tâm. Và tụi mình phải cố quên nó đi. Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm. Dòng đời là chuối. Mấy bạn làm gì mà mấy bạn lại mình dữ vậy? Ờ, chứ bạn là ai? Ở đâu ra vậy? Mình không có gì đâu. Mình ở bên phòng kế bên á. Nhỏ bạn của mình về quê rồi. Mình ở mình sợ ma quá, đi qua đây ở chung với mấy bạn cho vui. Trời ơi, biết nửa phòng dễ sợ luôn á. Ở đây ma còn chúa luôn á. Ờ, nó coi nó đắp mền nó ngủ. Mày để cho nó ngủ đi, mày nói người ta sợ kìa. À. Ai ấy? Ai tên gì vậy? Ờ, mình tên Trang. Tên Trang, tên gì? Rồi Trang là sinh viên hả? Ờ, mình cũng là sinh viên, còn hai bạn? Sinh viên luôn. Trang ở đây lâu chưa? Trang ở đây lâu rồi. Trời ơi, nếu mà ở đây lâu á, thì có nghe ai nói gì về cái hiện tượng lạ ở đây không? Ờ, trước đây căn phòng này nè,
có một cô gái cũng là sinh viên trường nhạc truyện giống như Trang vậy đó. Nhưng mà một đêm á, cổ lên cơn đau tim, cổ qua đời mất rồi. Nhưng mà được cái gì nè, cổ đẹp dữ lắm. À, đẹp sao hả? Đẹp giống Trang. Trang dở thôi. Nhưng mà được cái là cô ấy hát hay lắm. Tối nào Trang cũng nghe cổ hát có một bài à, luyện thanh có một bài à. À, bài gì vậy? Na 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 na. À, tôi là sinh viên mà có cái đàn phải biết đánh, chứ biết đánh làm gì ăn giờ. Chị đánh bài cho mình hát nha. Đánh ha chơi nha. Đời sinh viên sống trong tình bản thân, khi nghe thêm hơn tôi nâng thêm đàn, tính tăng tình tình tăng, cùng dắt nhau qua những ngày gian khó, cùng dắt nhau qua quãng đời sinh viên. Rồi mai đây bước danh lợi phồn hoa, khi em thấy buồn tôi nâng phím đàn, thức suốt đêm dài những ngày thi đến, giờ nhớ nhau, nhớ nhau thật nhiều, giờ nhớ nhau ta ôm đàn guitar. Tối rồi không cho ai ngủ, hát hò cái gì mà ồn ào quá vậy? À, tao thông cảm đi, tại phòng có người đẹp phải hát giao lưu á. À, ai đẹp? Ở đây nè. Mày điên hả? Cái phòng này có hai đứa tụi bay thôi chứ ai đâu nữa. Trời đất ơi, Tám ơi Tám, Tám bị cái gì vậy? Người ta ngồi vậy mà Tám không thấy hả? Cái ghế trống không hả? Trời ơi, người ta ngồi đây mà, ghế trống không cái gì? Mày qua đây, mày qua đây, mày nhìn thẳng vô cái gương đi. Tao nè, mày, thằng kia, còn ai nữa đâu căn phòng trống không? Cô là ai? Tôi là cô gái chết trong căn phòng này. Cái gì vậy hai đứa, cái gì vậy? Tám. Từ nhỏ tới giờ Tám biết chạy không? Tám tập mà Tám chạy lẹ lắm con. Giờ làm cái quốc nha, 1, 2, 3. Chạy! Đi luôn đi. Trời ơi, chị ơi, Dũng ơi, mày đợi tao hát bài nào cho bà siêu thoát đi. Bay lên là trên bầu trời rồi nhẹ nhàng vậy. Bay lên là theo điệu đàn nhạc rồi. Bay lên cao, bay luôn luôn trên bầu trời. Tôi chưa siêu thoát được. Nếu như chưa làm được một điều. Điều gì? Hai bạn có thể lấy giúp tôi cái ba lô ở trong gương có được không? Trời ơi, Dũng ơi, Dũng. Hả? Ok, sao hồi nãy tôi không có thấy. Trong một năm qua tôi đã che mắt tất cả mọi người, không ai thấy được đâu. Vừa rồi tôi thấy hai bạn đối xử với cô gái kia rất tốt. Tôi nghĩ hai bạn có thể giúp được tôi. Trong đó là 50 triệu tiền mặt và giấy tờ tùy thân của tôi. Đó là số tiền tôi đã đạt trong một cuộc thi hát. Tôi tính gửi về cho người thân ở dưới quê. Hai bạn có thể giúp tôi được không? Thôi được rồi, người sống tôi còn giúp, không lẽ người chết không có giúp? Mà giúp xong rồi nhớ phù hộ chút đỉnh nha. Thân nhân là ai vậy? Chị Hai ơi, nếu chị Hai có linh thiêng á, nhớ phù hộ cho ba má có nhiều sức khỏe và phù hộ cho em, để năm nay em có thể đậu được đại học nha chị Hai. Đó em nhớ chị Hai lắm chị Hai ơi. Đó là em trai của tôi đó. Ê, tôi biết là nên né qua đây cho chỉ qua cái đi. Tôi biết là có những điều mà tôi nói cho anh chắc chắn anh sẽ không tin, nhưng mà đó là sự thật. Là bởi vì có phải chị cậu tên là Trang không? Đúng rồi, học sinh viên ở trường nghệ thuật đúng không? Đúng. Rồi từng chết ngay tại căn phòng này đúng không? Đúng, nhưng mà sao anh biết? Tại vì chị của cậu á tin tưởng tụi tôi, cho nên là linh hồn của chị cậu cho tụi tôi thấy được. Bây giờ tụi tôi giúp chị cậu gửi cái số tiền này cho cậu nè. Chị Hai, đúng chị Hai rồi. Hai anh ơi, vậy bây giờ linh hồn của chị Hai em có còn ở đây không? Các bạn hãy nói với em trai tôi,
là cố gắng sống thật tốt và có hiếu với cha mẹ nha. Tôi sẽ phù hộ cho nó. Chị của bạn nói á, là cố gắng sống thật tốt, có hiếu với cha mẹ. Chị sẽ luôn bên cạnh cậu và phù hộ cho cậu. Chị hai ơi, chị hai yên tâm đi, em không làm chị hai thất vọng đâu. Cảm ơn hai anh. Tôi cũng sẽ phù hộ cho hai bạn. Thật khỏi đi, phù hộ cho gia đình thôi. Đi luôn đi, đừng có để chế độ định vị theo dõi nha. Ê, tất cả những chuyện này xảy ra có thể là sự thật không? Có những điều á, tới tận bây giờ khoa học vẫn chưa chứng minh và giải thích được. Nhưng mà tao với mày á, chỉ cần làm đúng tính cách của một con người, làm theo những gì ba mẹ của tụi mình chỉ, có đức thì chắc chắn mặc sức mà ăn, chuyện gì cũng sẽ thành công. Bánh bao đây, bánh bao đây, bánh bao mời mặc đồ đẹp trai đây. Tại đây sẽ có một câu chuyện hết sức thú vị xảy ra. Mời mọi người cùng đón xem nha, đón xem nha.